kính chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện nghiệp vụ bán hàng khuyến mại không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm theo một trong hai cách. Cách 1, lập chứng từ bán hàng cho hàng khuyến mại có kèm hóa đơn và kiêm phiếu xuất kho. Và cách 2, anh chị lập hóa đơn và phiếu xuất kho riêng cho hàng khuyến mại. Với cách 1, lập chứng từ bán hàng cho hàng khuyến mại có kèm hóa đơn và kiêm phiếu xuất kho, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Vào phân hệ bán hàng và chọn chứng từ bán hàng. Anh chị lựa chọn loại chứng từ và hình thức thanh toán. Sau đó, tích chọn kiêm phiếu xuất kho và tích chọn ô lập kèm hóa đơn. Anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo các mặt hàng được khuyến mại và tích chọn vào cột hàng khuyến mại. Anh chị nhập số lượng và nhập thành tiền bằng 0. Anh chị lưu ý giúp em là để hiển thị được cột hàng khuyến mại trên chứng từ bán hàng thì anh chị để con trỏ chuột vào dòng tiêu đề của các cột, sau đó nhấn chuột phải và tích chọn hàng khuyến mại. Tại tab giá vốn, anh chị ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại. Anh chị cũng lưu ý giúp em là để hạch toán lại bút toán giá vốn ở đây thì anh chị cần phải vào menu hệ thống, tùy chọn riêng để bỏ tích chọn ô hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Tại tab phiếu xuất, anh chị khai báo các thông tin xuất kho hàng khuyến mại. Và tại tab hóa đơn, anh chị khai báo các thông tin xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại. Sau đó, nhấn cất. Trường hợp mà đơn vị mình có sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn thì anh chị có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại bằng cách đầu tiên, anh chị cấp số hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Sau đó in hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu đặt in hoặc tự in. Còn trường hợp mà đơn vị mình không sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn thì anh chị tự nhập tay các thông tin của hóa đơn tại tab hóa đơn. Với cách 2, lập hóa đơn và phiếu xuất kho riêng cho hàng khuyến mại, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, anh chị sẽ lập hóa đơn cho hàng khuyến mại bằng cách vào phân hệ bán hàng, chọn hóa đơn, chọn loại chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn, sau đó khai báo các thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo các mặt hàng được khuyến mại, tích chọn vào cột hàng khuyến mại, nhập số lượng và nhập thành tiền bằng 0. Sau đó nhấn cất. Trường hợp đơn vị mình sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn, anh chị có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại bằng cách đầu tiên anh chị thực hiện cấp số hóa đơn. Sau đó in hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu đặt in hoặc tự in. Còn trường hợp đơn vị mình không sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn thì anh chị tự nhập tay các thông tin tại mục hóa đơn. Tiếp theo, anh chị thực hiện lập phiếu xuất kho cho hàng khuyến mại. Anh chị vào phân hệ kho và chọn xuất kho. Sau đó, chọn loại phiếu xuất kho là khác. Anh chị khai báo các thông tin chung của phiếu xuất kho và thông tin của hàng khuyến mại. Anh chị ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại. Sau đó nhập số lượng và nhấn cất. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị thực hiện xong nghiệp vụ bán hàng khuyến mại không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và chúc anh chị thực hiện thành công.